Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang cùng ở với bạn Quý Anh, là một thực tập sinh hiện tại đang sinh sống và làm việc ở bên Đan Mạch. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe chia sẻ của bạn Quý Anh về cái chương trình thực tập cũng như là những trải nghiệm của bạn khi mà sinh sống và làm việc bên Đan Mạch. Ok, em chào Quý Anh. Em chào anh. Thì trước tiên em có thể giới thiệu bản thân cho mọi người cùng biết được không? Em tên là Quý Anh và em đến từ Bắc Giang. Em học tại trường Đại học Nông Quốc Giang. Thì em đến Đan Mạch cũng được một năm rồi và em thấy sống và làm việc bên này rất là thích. Ok, cái công việc cụ thể của em hàng ngày ở đây là thế nào? Hàng ngày em đến trại thì em bắt đầu đi làm từ 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 16 giờ chiều. Và công việc hàng ngày thì là sáng ra thì có thể là tập lợn ở trong góc này, xong sau đó là kiểm tra sức khỏe của lợn mẹ và lợn con, xong rồi là thiến, và cuối ngày có thể là đi nhặt lợn, những con lợn mà nhỏ bị chết hay đấy, xong rồi để vứt đi ạ. Đấy, công việc hàng ngày nó cũng lặp đi lặp lại, nó cũng không có gì khó khăn cả. Thỉnh thoảng có thể là đổi mẹ hoặc là tìm mẹ kế cho lợn con. Em làm việc chung với những cái đồng nghiệp nước nào? Em làm việc chung với đồng nghiệp người Đan Mạch, người Ukraine và người Philippines. Và cảm nhận của em khi mà làm việc với họ? Cảm nhận của em thì với người Đan ấy, người Đan quản lý của em là người Đan, người Đan Mạch thì họ thì anh đấy rất là thân thiện và chỉ bảo cũng nhiệt tình, chỉ hơi khó tính một chút thôi. Còn đối với đồng nghiệp người U thì lúc em mới đến họ rất là tốt, họ nhiệt tình, họ giúp đỡ em từ A đến Z và chỉ bảo công việc. Và sau đó thì sau đó khoảng một tháng thì em có thêm một bạn đồng nghiệp là chị Cây Sa, là người Philippines. Có thêm chị đấy như là một nguồn sống mới. Chị đấy rất là vui tươi, vui vẻ và rất là tốt, chị rất tốt. Chị dạy bảo em rất là nhiều thứ. Em sang đây là em thực tập trong thời gian bao lâu? Em thực tập lúc mà em sang thì dự kiến thời gian thực tập của em là 1 năm. Nhưng mà sau đó thì em mới gia hạn thêm 6 tháng, là tổng thời gian là 18 tháng. Có thể em sẽ muốn ở thêm lâu nếu em có cơ hội. Ok, lúc mà em mới sang á thì em có gặp cái khó khăn nào không? Khó khăn lúc lớn nhất lúc em mới sang là về ngôn ngữ. Và kiểu cái lối sống một mình tự lập ấy nó còn hơi khó khăn. Vì mình kiểu đang quen với một cuộc sống mà xung quanh có rất là nhiều người, mà mình sang cái này mình phải tự lập từ A đến Z, một mình làm từ ăn uống rồi mọi hoạt động, hơi buồn. Nhưng mà sau đấy thì mình cũng làm quen được cái việc đấy. Thì em đi qua đây là đi qua trường hay là đi qua công ty? Em biết đến chương trình này qua trường, nhưng mà qua trường thì là có anh Sơn đã đến trường em và giới thiệu cho bọn em cái chương trình thực tập này. Ok, thì em nghĩ gì về cái chương trình thực tập sinh tại Đan Mạch này? Em thấy nó rất là tuyệt vời, nó là một cơ hội trải nghiệm cho tất cả các bạn sinh viên học ngành chăn nuôi trồng trọt thôi. Vì là khi mà đến đây thực tập thì mình được trải nghiệm biết đến với một ngành nông nghiệp rất là hiện đại và họ phát triển hơn Việt Nam rất là nhiều. Nên là đấy là một cơ hội tốt và một cái may mắn cho bọn em khi mà có cơ hội thực tập và làm việc ở đây. Em cho anh biết là em có hài lòng với cái dịch vụ là bên công ty Arapa cung cấp cho em trong suốt thời gian em thực tập tại Đan Mạch hay không? Có, em rất là hài lòng bởi vì bên Ara có, em biết anh Sơn trước đó, lúc mà anh Sơn đến trường em, anh Sơn đã sắp hỗ trợ bọn em từ đầu đến cuối, từ lúc làm hồ sơ đến lúc giới thiệu trại. Và em có một cái gọi là không chút may mắn lúc đầu, bởi vì là em được ghép cặp với một bạn người Việt, thì xong sau đó bạn ấy không làm nữa, bạn ấy có một dự tính khác, thì sau đó lại một bạn người Việt khác, nhưng mà lại tiếp tục lại không có duyên với em. Xong sau đó là em đã có duyên với chị Kalisa, và đấy là một điều rất là tuyệt vời. Em thấy đấy là một điều may mắn. Ok, nếu mà em có một vài điều để nhắn nhủ cho các bạn bên Việt Nam chuẩn bị tham gia chương trình này thì em sẽ nhắn nhủ điều gì? Em muốn nhắn nhủ là nếu như mà các bạn thực sự muốn trải nghiệm và đam mê với công việc về bên ngành nông nghiệp và muốn có một trải nghiệm mới, muốn đi du lịch châu Âu và muốn tự lập trải nghiệm ở bên một đất nước phát triển
xinh đẹp thì các bạn nên đi tìm hiểu đến chương trình thực tập tại Đan Mạch như thế này. Cảm ơn Quyên đã dành thời gian để chia sẻ cái kinh nghiệm cuộc sống, những trải nghiệm bản thân. Thì bên công ty Arava xin chúc em những điều tốt nhất. Em cũng cảm ơn anh vì đã hướng dẫn em và đồng hành cùng em trong suốt thời gian hơn 1 năm ở đây.